Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với HD Hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng các bạn bàn luận về Life Novel, chào mừng đến với lớp học đề cao thực lực. Nếu mọi người đã từng xem tác phẩm này, hẳn đã biết về White Room là gì rồi đúng không nào? Còn nếu chỉ là người qua đường, tò mò ấn vào xem thì có thể xem lại video giới thiệu về White Room nhé. Link mình đã gắn ở dưới phần mô tả rồi đấy. Và như đã đề cập trong video đó, trong danh sách những người liên quan đến White có hai nhân vật mang thân phận hơi đặc biệt mà ta có thể tạm gọi là cô hai của Kiyotaka, đó là Amasawa Ichika và Yagami Takuya. Vậy hai người này thực sự là ai? Không để mọi người chờ lâu nữa, hãy cùng mình đi vào nội dung chính ngay nào. Lưu ý, video có chứa nội dung spoil tình tiết chuyện, vì thế các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ điểm qua một vài thông tin sơ lược của hai nhân vật này. Đầu tiên là Amasawa Ichika. Amasawa Ichika sinh ngày 17 tháng 6 thuộc cung song tử. Số ID học sinh của cô là S01T004798. Amasawa là cô gái có tính cách lém lỉnh, tinh nghịch và khá bạo dạn trước các đàn anh khóa trên. Amasawa gây ấn tượng bởi mái tóc màu đỏ tươi. Họa sĩ vẽ tranh minh họa Tomose Sunzaku rất chiều fan khi thường cho cô nàng để tóc hai bím trong những quả ạt hại não bổ mắt. Vậy nên dù chỉ mới xuất hiện nhưng đã rất nhiều fan nhận Amasawa làm em gái mưa. Tiếp theo là nhân vật Yagami Takuya. Yagami được miêu tả là một anh chàng lịch thiệp, nhã nhặn với vẻ ngoài thư sinh cùng mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, đúng chất xoái ca bước ra từ mấy chuyện ngôn tình Basu. Cả Amasawa và Yagami đều là học sinh năm nhất của trường cao trung nâng cao, đồng thời họ cũng thuộc thành phần ưu tú của niên khoa ấy khi một người thuộc lớp A và một người thuộc lớp B. Trong bài thi ghép nhóm giữa hai khối, Cả hai đều được đánh giá là có năng lực học tập ở mức cao nên đã nhận được khá nhiều lời mời ghép nhóm từ học sinh năm 2. Tuy nhiên, đó chỉ là những vỏ bọc để che giấu bí mật to lớn của hai người này mà thôi. Amasawa Ichika và Yagami Takuya thực chất chính là hai thí nghiệm của White Room thuộc thế hệ thứ năm, thế hệ ngay sau thế hệ của Ayanokoji Kiyotaka. Vậy sao họ lại ở đây? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ đến đây không phải để vui chơi tận hưởng tuổi trẻ hay viết nên câu chuyện thần tiên tuổi học trò. Cả hai đến đây vì một mục đích duy nhất – đó là đuổi học Ayanokoji Kiyotaka khỏi trường cao trung năng cao và đưa cậu về White Room. Nếu bạn là fan của Kiyotaka hẳn sẽ biết cậu được coi là thí nghiệm thành công và xuất sắc nhất của White Room. Việc cậu bỏ trốn và nhập học trường cao trung năng cao khiến White Room và người đứng đầu ở đây là cha cậu đã rất bức xúc. Mình đoán nhiều bạn sẽ nghĩ tại sao cha của Kiyotaka không dùng quyền lực của mình để bắt Kiyotaka về? Thật ra không phải ông ta không muốn mà là vì ông ta không thể. Trường cao trung nâng cao là một ngôi trường biệt lập được bảo hộ bởi chính phủ. Vì thế, cha của Kiyotaka không có quyền gì để cưỡng ép đưa một học sinh ra khỏi trường. Cách giải quyết duy nhất đó là cài người vào và lập mưu khiến cậu bị đuổi. Người đầu tiên được cài chính là chủ tịch Tsukishiro. Nhưng dù gì, ông cũng là nhân vật có chức cao nên khó tự do hành động tùy tiện. Do đó, hai thí nghiệm của Wairun đã được phái đi. Họ trở thành học sinh năm nhất hòa vào dòng người và chờ thời cơ lập mưu bẫy nhân vật chính của chúng ta. Còn Tsukishiro có vai trò đứng sau hậu thuẫn và cung cấp thông tin cho hai người này miễn là họ hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, Tsukishiro nhận xét cả hai đều không làm theo mệnh lệnh và có phần coi thường ông. Một sự thật thú vị, đó là dù chung nguồn gốc xuất thân và nhiệm vụ, nhưng Amasawa Ichika và Yagami Takuya lại có những tư tưởng trái ngược nhau. Theo phần độc thoại của Amasawa trong tập 4 năm 2, ta biết được cô là kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm và những người ở White Room nhấn mạnh cô là con của hai người vô cùng tài năng. Amasawa đã thể hiện đúng như những gì được kỳ vọng. Cô trở thành một trong những thí nghiệm thành công ở thế hệ đó, mặc dù cô vẫn còn nhiều nghi vấn về dự án này. Amasawa từng rất nghi ngờ về thành công của Kiyotaka. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp chứng kiến năng lực của cậu, cô vô cùng bất ngờ. Kể từ lúc đó, Amasawa đã dành tình cảm đặc biệt cho Kiyotaka. Đó không phải là yêu, không phải là ngưỡng mộ mà còn hơn cả thế. Cô nàng vô cùng, vô cùng tôn thờ Kiyotaka. Vì thế, dù có nhiệm vụ đuổi học cậu, nhưng Amasawa lại có thái độ không quan tâm, ngược lại cô còn bảo vệ cậu. Cụ thể là cô đã chặn Kushida Kikyo quay lén cảnh sâu sát của Kyotaka và Subasa Nanase ở bài kiểm tra trên đảo Hoang. Ngoài ra, Amasawa còn thường xuyên tiếp cận Kyotaka vô cùng lộ liễu, nhưng không phải để thực hiện kế hoạch đuổi học. Chẳng hạn cô nàng thường ghé qua phòng Kyotaka vào những thời điểm không thể hoang đạo hơn, rồi bonus thêm chút quà với lời nhắn, mắt hai hòn, sói ba con. Những hành động của Amasawa khiến những thành viên khác của White Room rất bất bình. Thậm chí, Sukishiro còn tuyên bố sẽ bỏ rơi cô hoàn toàn và Yagami Takuya, bạn đồng hành của Ichika cũng có những hành vi công khai tấn công cô. Tiếp theo, mình sẽ nói về nhân vật Yagami Takuya. Yagami Takuya được đánh giá là thí nghiệm xuất sắc nhất thế hệ thứ 5, vượt qua cả Amasawa Ichika. Theo phần độc thoại của cậu trong tập 252, Yagami đã nhận thức được mọi người luôn so sánh cậu với Kyotaka, cái này thật ra cũng dễ hiểu nhỉ, con người luôn có xu hướng cố tìm ra người xuất sắc nhất trong hai người tài giỏi. Và câu nói Yagami luôn nhận được khi thể hiện trình độ xuất sắc của mình trước người giám sát là Ayanokoji Kiyotaka năm ngoái còn làm tốt hơn em. Tương tự Amasawa, Yagami cũng cho rằng Ayanokoji Kiyotaka chỉ là một nhân vật hư cấu được bịa ra để động viên các thí nghiệm khác cố gắng. Những kẻ phụ trách đoán được suy nghĩ của Yagami nên đã dẫn cậu đến trực tiếp quan sát Kiyotaka khi được quan sát Kiyotaka qua tấm kính một chiều, Yagami đã phải sửng sốt trước năng lực siêu phàm của Kiyotaka khi Kiyotaka có thể dễ dàng được số điểm cao nhất. Nhưng cậu không xem Kiyotaka là thần như Amasawa. Ngay khi xác nhận khả năng của Kiyotaka, Yagami đã nhận định đây chính là kẻ thù của chúng tôi. Nếu bạn nào xem qua video giới thiệu về White Room, chắc cũng biết mục tiêu của White Room không phải là tạo ra một cá nhân xuất sắc nhất, mà là thiết lập một nghiên cứu cho phép sản xuất hàng loạt con người xuất chúng. Với White Room, Yagami hay Kyotaka đều không quan trọng, miễn có một mẫu vật thành công thì ai cũng được. Còn những thí nghiệm thất bại, những cá nhân không thể theo được chương trình đào tạo, tổ chức sẽ coi họ như phế phẩm mà thẳng tay loại bỏ. Và Yagami đã nhận ra tham vọng này, vì thế khi nhìn thấy Kyotaka, cậu đã bị đả kích rất lớn. Hãy giả sử mọi người có một năng khiếu đặc biệt nào đó và luôn được coi là số 1, bỗng nhiên có một kẻ xuất sắc hơn mình xuất hiện thì mọi người sẽ cảm thấy như thế nào? Mình tin rất nhiều bạn ở đây sẽ thấy ghen tị và hoang mang về vị trí của mình. Các bạn sẽ lo lắng việc mình bị thay thế và người kia sẽ chiếm chọn sự chú ý của mọi người. Và đó chính là cảm xúc của Yagami, một kẻ vẫn luôn nghĩ mình sẽ độc tôn tại White Room. Cuối cùng thì tôi sẽ bị đày đi cùng một nơi với những kẻ phế phẩm kia sao? Sao tôi có thể chấp nhận một chuyện như thế? Tôi cần phải làm mọi thứ để có thể chứng minh rằng Ayanokoji Kiyotaka không phải là số một. Và đây chính là lý do Yagami coi Kyotaka là kẻ thù không đội trời chung. Tìm cách đuổi Kyotaka khỏi trường chính là khao khát lớn nhất của cậu. Khi lần đầu Kyotaka tiếp xúc với Yagami, cậu đã nhận xét nếu Yagami thật sự là người của White Room trà trộn vào thì rất nguy hiểm bởi khí chất thoát ra từ Yagami vô cùng giống học sinh cao trung bình thường, thậm chí còn vô cùng hòa đồng, hoạt bát, thân thiện. Vỏ bọc bên ngoài thì như vậy, nhưng Yagami thực chất là một kẻ vô cùng mưu mô và tàn nhẫn. Tên này đã lên kế hoạch lợi dụng quá khứ của Kushida để biến cô thành con cờ và trở thành tay sai của mình. Cụ thể, dù trước đấy Yagami và Kushida chỉ là người xa lạ, nhưng Yagami đã thản nhiên tiếp cận và nhận mình là đàn em học cùng cấp 2 của Kushida. Còn Kushida, dù không hề quen biết, nhưng cũng giả nai, mình ngờ ngờ nhớ đàn em này. Lý do Yagami hành động táo bạo như vậy mà thành công đã được cậu giải thích sau đó. Em tin chắc chị sẽ nhận ra em. Vì nếu chị hỏi lại cậu là ai thì khả năng rất cao em sẽ nhắc lại vụ tai tiếng hồi đó của chị. Nếu trong trường hợp em thật sự học cùng trường. Yagami không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn sở hữu khả năng thể chất đáng gờm. Dù trên hệ thống OAA, chị ở mức khá nhưng chắc chắn Yagami mạnh hơn hẳn Amasawa. Ở bài kiểm tra trên đảo lần 2, Yagami và Ichika có xảy ra sâu sát khiến trên thân thể của Amasawa xuất hiện những vết bầm tím cực lớn. Horikita nhận xét rằng đối phương phải là kẻ có sức mạnh phi thường. Mách nhỏ với mọi người, năng lực thể chất của Amasawa cũng không phải dạng vừa đâu nhá. Cô có thể dễ dàng cân hai người cũng có thể chất tốt, đó là Horikita Tsujune và Ibuki Mio dù đang bị thương. Nghe thì có vẻ hai kẻ này đều là đối thủ đáng gờ mà Kiyotaka không thể xem nhẹ. Đó là ở góc nhìn của người ngoài cuộc, còn cách Kiyotaka nhìn nhận hai kẻ kia thì sao? Dù sau bài kiểm tra trên đảo hoang lần 2, Amazawa đã để lộ thân phận là một thành viên White Room, Kiyotaka cũng không hề có chút gì giữ khoảng cách hay đề phòng. Cũng như khi Amazawa nói vừa tiết lộ cho anh nghe về danh tính của kẻ còn lại, Yagami, thì Kiyotaka đã ngăn cô lại mà không hề tỏ ra hứng thú trước thông tin ấy. Những điều đó đã cho thấy với cậu, hai kẻ đó vốn đã không phải là mối đe dọa đáng để bận tâm rồi. Điều đó được chứng minh ở lễ hội văn hóa khi Amazawa đang có ý định bẻ gãy cánh tay của Kushida Kikyo Kiyotaka đã có thể ngăn lại cô một cách dễ dàng, đè thẳng cô xuống đất. Cậu cũng nói thẳng ngay từ đầu khi chạm mặt với Amasawa, cậu đã biết mình có thể dễ dàng áp chế được rồi. Nếu quy ra hết chỉ số lực chiến của tụi nó có là 5, rồi 20 hay thậm chí là 30 đi nữa thì nó vẫn chẳng có ý nghĩa gì vì của tôi là 100 là tuyệt đối. Kiyotaka nhận xét. Nếu xem đến đây mà ai đó có mang hy vọng là kẻ đến từ White Room còn lại là Yagami có thể dồn ép để Kiyotaka phải bùng hết sức hay gặp khó khăn thì thành thật chia buồn với các bạn nhé. Cũng ngay trong lễ hội văn hóa, Kiyotaka đã giản xếp để cho Yagami bị đuổi học vì chính tội danh gây thương tích cho Komiya lớp Ryuen ở bài kiểm tra trên đảo Hoang mà Kiyotaka thậm chí đã không cần trực tiếp phải ra mặt. Chi tiết về kế hoạch này, bọn mình sẽ làm một video phân tích riêng, các bạn nhớ đón xem nhé! Yagami sau khi hiểu ra bản thân đã thua Kiyotaka một cách thảm hại, đã quyết định làm loạn, điên cuồng đả thương các giáo viên và học sinh. Sau đó, y đã bị các người giám sát của Wairu ngăn lại, áp giải về. Amasawa Ichika đã khóc khi phải chứng kiến hành động và bộ dạng đầy thảm thương đó. Dù tôn thờ hay căm ghét, thì đó cũng đều là cảm xúc của Ichika và Yagami khi chứng kiến sự xuất sắc của Kiyotaka. Hiện tại, Yagami đã chính thức xác nhận là bị đuổi học khỏi trường cao trung nâng cao. Amasawa dù cũng bị những người giám hộ của White Room dẫn đi, nhưng trên thực tế cô hoàn toàn có quyền được tiếp tục ở lại ngôi trường. Vậy Amasawa Ichika sẽ có quyết định như thế nào? Vậy liệu với thất bại của Yagami, phía White Room có quyết định cử thêm một kẻ nữa đến để đổi học Kiyotaka hay là sẽ đưa ra một kế hoạch khác? Cùng hai đề tộc đón xem những diễn biến mới nhất nhé! Và đó là tất cả thông tin về hai nhân vật này. Mọi người cảm thấy video này như thế nào? Liệu mình có nói sai hay thiếu đoạn nào hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé. Cuối cùng, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác từ hai đi tộc nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Trên mục quảng cáo bán hàng đú chen lớp học đề cao thực lực season 2 xin phép được bắt đầu để phục vụ anh em fan COTE. Hai đi tộc shop tiếp tục ra mắt sản phẩm móc chìa khóa bốn nhân vật nữ siêu siêu hot với trí mẫu khác nhau, chất liệu mica ép hai mặt bền bỉ với thời gian, không sợ bay màu, không sợ lột tấm dán. Anh em nào có nhu cầu thì nhanh tay ủng hộ nhé. Mỗi đơn hàng của các bạn là sự ủng hộ rất lớn cho hai đề tộc về mặt tinh thần và tài chính để tiếp tục ra video hay đều đặn cho anh em mỗi ngày. Nhưng anh em hãy mua hàng khi thực sự có nhu cầu nhé. Chứ đừng mua chỉ vì ủng hộ team. Cảm ơn anh em.